Trúng số là một bộ phim hài về cái tình huống của hai ba nhân vật trong cái phim trúng số đã được trúng số và vừa họ được lên đời. Đất nước còn nhiều khó khăn, nhân dân còn nhiều gian khổ, tôi không cho phép mình được. Chuyện của mình thì xảy ra trong một thị xã nhỏ, đời sống thường rất là đơn giản, xung quanh là một cô gái tên Tom, anh giới số hay là bà Mười. Trong chuyện này nhân vật tự sinh và những chi tài đóng nhân vật đặc biệt. 100 người đầu tiên chúc mừng tôi, mỗi người được 10 triệu. Quân tỷ nhất luôn, tôi có 10 triệu là 10 triệu. Tới đây cho bà thấy, đây là đầu nè. Bây giờ bà thấy em có em mới lưng lên đây. Song song với đó thì cũng nói về cái xã hội người ta đối xử với người ta, nhất là khi mà liên quan đến tiền, và cũng là khi mà người nào đó trúng số được một số tiền rất lớn thì nó sẽ thay đổi cái đời sống của họ bằng cách nào, thay đổi như sao tùy cá tính của mọi người. Không 83599 đổi đời với Thơm cũng là tỷ phú rồi. Thơm trúng số rồi. Chồng tôi mà có bồ á tôi còn mừng á bà nội. Hiểu không? À! 9 tỷ độc đắc là số tiền lớn, con được lệnh của ủy ban đưa công an tới đây để bảo vệ vườn, tránh vườn bị người xấu lợi dụng. Nó cầm cái nhà rồi nó lấy tiền trả tiền viện phí cho thằng Đông. Tốt với ngu bây giờ giống nhau.